Rồi, xin chào tất cả anh em nữa nhá. Đó thì tiếp tục lại quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, ngày hôm nay mình lại lên giới thiệu cho anh em các dòng xe anh em nhá, bên cửa hàng xe máy. Đó. Trước khi vào phần mua xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng coi như là phương thức thanh toán cho anh em mình tham khảo anh em nhé. Địa chỉ cửa hàng mình thì nằm ngay số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, mình có xài hai số điện thoại anh em này: 0977355248, Zalo là 0385524849 anh em nhé. Đó, kênh YouTube cửa hàng mình là Bờm Xe Máy Viết Có Dấu Dùng Mình. Đó, bên cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn nha anh em nhé. Đó, xe gì cũng mua hết luôn, anh em nào mà không ưng có xe gì muốn trao đổi đó, mua bán thì cứ mang lên cửa hàng anh em nhé. Đó, cửa hàng thì cũng có trả góp luôn, qua ngân hàng mà qua cửa hàng dòng xe gì cũng có hết anh em nhé. Đó, đợt này cửa hàng mình về rất là nhiều xe anh em này. Đó, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ cho anh em một số dòng xe gọi là dòng mô tô nhỏ đây anh em. Đó, dòng nhỏ là dòng những dạ bạn tầm 1m4, 1m5 chạy mấy dòng này là ok anh em nhé. Đó, chiếc đầu tiên anh em này, một chiếc Kawasaki 250 phân khối anh em này. Đó, dòng này thì anh em nào mà chơi được dòng mô tô mà chạy được những cái dòng Kawasaki này chạy rất là ok luôn này anh em. Đó, hiện tại được mang biển số thành phố Hà Nội anh em nhé, 29A1 10183. Đó, 250 phân khối, xe rất là đẹp luôn đây anh em này, hai vô hai máy hai bộ chế luôn nhá. Đây anh em, xe đang còn rất là đẹp luôn nhá. Con này thì được đăng ký từ năm 1994 đến giờ, hiện tại được chủ cũ đăng ký là 2019 rồi anh em nhá. Đó, con này thì giảm cho anh em là còn có 75 triệu đồng thôi. Đó, 75 triệu. Một chiếc MSX Honda anh em này. Đó, hiện tại đang đi biển số Bình Dương đây. Đó, dòng này thì dòng tầm 1m4, 1m5 mà đam mê mô tô chạy dòng này thì cực kỳ đẹp rồi anh em nhá. Đó, con này thì nói chung là gọi là xe keng. Đó, FI xăng phun điện tử, có đèn LED 2 tầng. Xe mới chạy được có hơn 2000 cây số thôi. Đó, đây mình được bật đồng hồ luôn lên cho anh em tham khảo đây. 2547 cây số anh em nhá. Đó, 3 khung tua đồng hồ. Đó, anh em mà đi test đồng hồ mà tua mình tặng anh em một xe luôn. Đó, máy đang nổ luôn nha anh em nhá. Đó, đăng ký biển Bình Dương này. 61 đó, C1919677. Đó. Anh em nào thiện chí xe này thì cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình nha anh em nhá. Đó, con xe này mới về cửa hàng mình thôi. Rồi, tiếp theo này anh em ơi, Suzuki GD110 phân khối anh em này. Đó, đăng ký 2017, hiện tại đang đi biển số 83 Sóc Trăng anh em nhá. Đó, anh em nào mà đam mê dòng này mà đã trải nghiệm qua rồi ấy, thì anh em biết này. Đó, dòng này thì đi cực kỳ là bền luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu đồng thôi nha anh em. Rồi, tiếp theo này, MSX. Đó, cũng là xe của Honda luôn anh em nhá. Đó, 125 phân khối FI xăng phun điện tử. Đời này thì nó mới là đèn cầu thôi chứ chưa có đèn LED anh em nhá, đèn cầu. Nhưng mà đèn cầu cũng cực kỳ là sáng luôn. Hiện tại con xe này được mang biển số Thanh Hóa, 36B563933. Đó, 2017 anh em nhá. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 24 triệu đồng thôi. 24 triệu một chiếc MSX Honda anh em nhá. Một chiếc Bentley anh em này. Đó, Bentley là thương hiệu của Ý anh em nhá. Cũng FI xăng phun điện tử, có đèn LED 2 tầng luôn. Đó, 125 phân khối đèn LED anh em này. Đó, tầng trên tầng dưới nhá. Đây tầng dưới này, tầng trên này. Đó, thắng đĩa, đĩa trước đĩa sau đầy đủ hết, đăng ký 2017. Hiện tại đang đi biển số Đắk Lắk anh em nhá. 47T124151, giảm cho em con xe này còn 17 triệu. Ở bên cạnh này, 67SS50 anh em nhá. Đó, đăng ký biển Bình Phước 93. Đó, con này thì nói chung là zin từ A đến Z luôn, nhưng mà mỗi tội chỉ gọi là sơn lại thôi anh em nhá. Tất cả đồ là của 67 hết luôn nha. Đầu đèn 67 anh em này. Đó, mặt đồng hồ 67 này, ghi đông 67, bình xăng 67 luôn, phuộc của 67 luôn nha. Đó, hải quan chính ngạch. Đó, ký giấy sang tên toàn quốc anh em nhá, hỗ trợ thôi. Đó. Cái giá mình đang báo với anh em á là cái giá chưa có giấy hồ tờ sang tên. Đó, anh em nào mà ví dụ như mua xe bên mình mà anh em mà có yêu cầu rút hồ sơ sang tên đổi chủ thì thêm phí cho mình là mình sẽ hỗ trợ anh em nhá. Rồi, cái con 67 này thì mình để cho anh em với giá là 30 triệu cho anh em nhá, 30 triệu. Một con Suzuki GD110 màu xanh như này anh em này. Đó, mang dung tích xăng 110 phân khối, xe đang còn rất là đẹp luôn. Có lên cho anh em một cái ghi đông sẵn luôn rồi này. Đó, con này đăng ký biển 61 Bình Dương anh em nhá. 61F137156. Đó, rất là đẹp màu xanh. Con này thì giảm cho anh em cũng còn đồng giá luôn. Đó, 22 triệu đồng. Một chiếc GPX Demon không côn anh em nhá. Đó, dòng Demon này, Demon Mini. Đó, 125 phân khối, xe không có côn, chạy giống như Wayzy anh em mình hay chạy đó. Đó, con này thường được đăng ký biển 74E127041. Đó, con này thì đang giảm cho anh em còn có 18 triệu đồng thôi nha anh em. Đó, 18 triệu. Rồi, kế bên anh em này, cũng là dòng MSX luôn. Đó, MSX là xe của Honda anh em nhá.
Đó, FI xong phun điện tử đèn LED 2 tầng. Đó, sơn một màu xanh lá cây cực kỳ là đẹp luôn. Đăng ký 2020 anh em nhá. Đó, hiện tại đang đi biển số Bình Phước 93C1 29820. Đó, con này thì giảm cho anh em là còn có 34 triệu đồng thôi. Đó, 34 triệu anh em nhá. Rồi, tiếp theo đây 67SS50 nữa này anh em này. Đó. Con này thì được mang biển số 49 Lâm Đồng Đà Lạt anh em. 49665QG này anh em này, đăng ký là 1992 đến giờ 67SS50. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 23 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, 23 triệu 67SS50. Rồi tiếp theo anh em này, một con Honda, đó 67S50 nữa này. Đăng ký là 1999 đến giờ đây, hiện tại mang biển số 85LA, đó 80106. Đó, con này giảm cho anh em là còn có 15 triệu đồng thôi anh em nhá. 15 triệu. Rồi bên cạnh anh em này cũng là 67SS50 luôn. Đó, đăng ký biển 67ZA1311. Đó. 2010 anh em nhá. Con này thì có mua thêm cho anh em một cái bô vắt sẵn luôn rồi. Đó, trước này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu đồng thôi. Rồi kế bên anh em. Một chiếc Rebel 110 phân khối đây anh em này. Đó. Đăng ký biển thành phố 59L130999. Đó, đăng ký 2013 đến giờ nha anh em nhá. Đó, dọn lên kiểu dáng của Super Harley rất là đẹp luôn. Đó, con này thì được mang biển số thành phố 59L130999 anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 20 triệu đồng thôi nhá. Rồi tiếp theo anh em này. MSX Liên Doanh. Đó. 110 phân khối em nhá. Đó, hàng này được đăng ký 2021, đó cũng có đèn LED 2 tầng luôn này. Đó, đăng ký biển Bình Phước 93. Đó, con này thì giảm cho anh em là còn 16 triệu anh em nhá. 16 triệu đồng. Tiếp theo là đến cái dòng AB nha anh em nhá. AB này anh em này, đó, AB đầu bò, con này thì được đăng ký từ 2013 đến giờ, hiện tại thì đang đi biển số Bình Dương em nhá, 61D1. Đó, 07634, con này thì xe đang còn rất là ok luôn. Còi đèn bình xi nhan hoạt động đầy đủ, không thiếu thứ gì anh em nhá. Máy thì rất là êm thôi. Nói chung là cái đời này thì đề nó hơi có hơi kêu một chút xíu thôi, nhưng mà thực ra máy móc của nó chạy rất giống mấy cái đời bên cạnh thôi anh em nhá. Con AB đầu bò này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 13 triệu đồng. Rồi tiếp theo anh em này. Một chiếc AB nữa. Đó, con này cũng được đăng ký từ 2017 đây. Đó. Hiện tại đang đi biển số Bình Dương anh em nhá. Đó, 61. Đó, màu 3D luôn nha anh em. Sơn màu 3D luôn này. Rất là đẹp luôn, màu xám lông chuột. Con này cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là 29 triệu đồng. Cũng là dòng AB luôn. Đó. 2017 anh em nhá. Xe này của lữ đi nên rất là dữ luôn. Xe đang còn rất là đẹp anh em nhá. Đó đây anh em này. Đó, sơn màu đen bóng rất là ok luôn. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 29 triệu đồng anh em nhá. 19 triệu. Một chiếc Exciter 135 phân khối có xuống bộ dàn áo 2010 anh em này. Đó, hiện tại được mang biển số Lâm Đồng Đà Lạt đây. 49B1 16973. Đó, xuống dàn áo, mình xin nhắc lại là xe này là xuống dàn áo anh em nhá. 135 phân khối xuống dàn áo 2010. Đó đây anh em này. Rất là đẹp luôn nha, liền lá thắng đĩa. Đó, con này thì được mang biển Đắk Nông anh em nhá. Con này thì mới về cửa hàng mình thôi. Anh em nào ưng thì cứ nhắn tin qua số chụp ảnh màn hình lại. Nhắn tin qua số Zalo 0385524819 giúp mình nhá. Tại vì trong khi quay ấy, mình quay không thể rõ nét được từng con. Anh em nào ưng con xe nào mà ví dụ muốn xem hình ảnh video làm nổ đầy đủ của nó ấy, chỉ cần chụp ảnh màn hình lại, ví dụ như xem đến con Exciter này đúng không? Anh em mình thích chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo 0385524819 giúp mình. Đó, gửi qua đó thì sẽ có nhân viên báo giá có video hình ảnh làm nổ đầy đủ cả anh em nhá. Một chiếc Charlie anh em này, đó huyền thoại nhá. Charlie. Đó, xe không cần bằng lái, chỉ cần chứng minh nhân dân là chạy được này anh em này. Đó, xe đã được làm lại tuốt tát từ A đến Z luôn rồi, lốp thay mới, vỏ sơn luôn rồi nha anh em nhá. Đó, máy cũng làm luôn rồi. Đó, mọi chức năng thì hoạt động tốt, không thiếu thứ gì, đăng ký biển số Bình Dương. 61 anh em nhá. 61FB6823. Đó, rất là đẹp luôn. Con này anh em là thiện chí mình để cho anh em là 17 triệu đồng, giảm 1 còn 16 triệu anh em nhá. Đó, 16 triệu. Đó, trong đây còn một số dòng mô tô thể thao mình quay lốt cho anh em nhá. Dưới kia rất là còn, để mình bật điện lên rồi mình quay lốt cho anh em mình tham khảo nhá. Đó, trong đây còn rất là nhiều xe này. Ở đây mình có cả CBR anh em này. Đó, CBR phiên bản Repsol đời cao nhất của dòng CB luôn. Đó. Cuối đăng ký cuối tháng 12 2021 anh em nhá. Dòng này thì mới chạy được ô tô được 662 km thôi.
Đó, hệ thống thắng ABS anh em này thấy không? Cả trước lẫn sau luôn nha anh em nhá, cả trước lẫn sau đều có hệ thống thắng ABS hết luôn. Đó, đăng ký 2021 xe mới chạy được 600 cây. Hiện tại đang đi biển số Tây Linh 70 em nhá. 70G1 855 45. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 61 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, 1 triệu. Rồi tiếp theo này. Dòng này là dòng Kengo anh em nhá. Kengo 350 phân khối, nó đăng ký 2017 đây. Đó, hiện tại đang đi biển số thành phố anh em nhá. 59A3 27180. Đó, 2017 350 phân khối. Hiện tại có bộ ủy quyền sẵn ở cửa hàng mình luôn, xe này mới về cửa hàng mình anh em nhá. Anh em nào ưng thì chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo giúp mình nha anh em nhá. Một chiếc CBR nữa anh em này, nó phiên bản đỏ đen. Đó, con này thì cũng có hệ thống thắng ABS, cả trước lẫn sau có đầy đủ hết luôn nha anh em nhá. Đó, 2019 hiện tại đang đi biển số 95E171198. Đó, hệ thống thắng ABS đầy đủ cả, 150cc xe chính chủ luôn. Đó, con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn 52 triệu đồng nha anh em nhá. Một chiếc Kengo anh em nhá. Đó, Kengo 250 phân khối. Đó, con này thì được đăng ký biển số thành phố anh em nhá. 59A3 15483. Đó, con này thì có vô thêm cho anh em rất là nhiều đèn led luôn. Hai cái đèn led trên, hai cái đèn led dưới này đầy đủ cả anh em này, kiểu dáng thể thao. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 32 triệu đồng thôi nha anh em. Đó, 32 triệu đồng. Rồi tiếp theo này. Đó, Yamaha R15 VB3 155 phân khối đây anh em. Đăng ký biển số 95H147934. Đó, 155 phân khối, xe chính chủ luôn nha anh em nhá. Con này thì zin nguyên bản, có vô thêm cho anh em một cái mỏ cày nữa thôi, còn đâu là tất cả zin nguyên bản hết. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là còn 46 triệu đồng. Tiếp theo anh em này, GSX bản R. Đó, nói về phân khúc 150 thì cái dòng GSX bản R này gọi là ông vua của tốc độ luôn nha anh em nhá. Đó, anh em nhìn này, độ xe này, chìa khóa bếp ga, đó, FI xong phun điện tử, kiểu dáng mô tô. Đó, cái này mà mua về mà có cô em chạy xe này mà có cô em ngồi sau nữa thì bao tuyệt vời luôn nha anh em nhá. 2018 nó 150, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là còn 38 triệu thôi anh em nhá. 38 triệu đồng. Một cặp Bentley 250 phân khối anh em này. Đó, như con màu đỏ thì đang được bọc keo trùm nguyên con luôn. Đó, đăng ký 2018. Hiện tại được mang biển số 63A100438 anh em này, 2018 250 xe chính chủ anh em nhá. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 41 triệu đồng thôi. Đó, 41 triệu. Rồi tiếp theo anh em. Một chiếc Bentley màu xanh Hurricane anh em này. Đó, con này có vô thêm cho anh em một bộ cảng chống đổ sẵn luôn rồi anh em nhá. Hai đĩa trước, một đĩa sau. 250 phân khối, hiện tại đăng ký biển số thành phố. Con này thì có bộ ủy quyền sẵn của chủ xe, ủy quyền sẵn cho cửa hàng mình luôn anh em nhá. Đó, anh em nào thị trí xe này mình để cho anh em với giá là còn 40 triệu đồng tròn. Rồi tiếp theo anh em này. Một chiếc R15 V2. Đó, đăng ký 2016 đây anh em, 150 chính chủ luôn. Hiện tại được mang biển số Đắk Nông anh em nhá, 48B137895. Đó, chính chủ luôn nha anh em. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là còn 32 triệu đồng thôi nha anh em nhá. 32 triệu. Rồi tiếp theo anh em này, Bentley 302. Đó, bên cửa hàng mình về có hai chiếc rồi anh em nhá. Đây, chiếc màu xanh Hurricane này đăng ký 2017 anh em này. 302 phân khối, hai đĩa trước một đĩa sau, hai bô. À, một bô nhưng mà hai máy anh em nhá. Đó, độ này, độ thêm một cái bô này anh em này. Nghe cực kỳ là tuyệt vời luôn, máy hai máy thì nghe biết rồi. Hiện tại đang ký biển thành phố 59A3 17054. Đó, con này thì ủy quyền sẵn với cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó, anh em nào thiện chí xe này mình để cho anh em với giá là 60 triệu đồng. Một chiếc TFX của Yamaha anh em này. Đó, Yamaha TFX đăng ký 2018. Đó, hiện tại mang biển số 63B1 nó 19790. Đó, 150 chính chủ luôn nha anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 38 triệu đồng thôi nha anh em. 38 triệu. Rồi, kế bên anh em này. Một chiếc Boss City. Boss City là xe của KBR anh em nhá. Boss City KBR có hệ thống 6 số, có két nước làm mát luôn. Anh em đi đường xa đường trường thì rất là ok. Đó, như con này thì nữa ký biển số 67 anh em nhá, 67 An Giang. Đó, 2018 con này thì giảm cho anh em là còn có 23 triệu đồng thôi. Đó, 23 triệu. Một chiếc MT15 anh em này. Đó. MT15 nhá. Đó, đăng ký biển 77 Bình Định, 77H154181. Đó, 2022 150 chính chủ luôn. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 59 triệu đồng thôi anh em nhá. 59 triệu. Rồi, kế bên anh em này. Hornet, đó. Hornet này, Hornet 250 phân khối anh em nhá. Đó, con này hiện tại được đăng ký biển thành phố. Đó, 54 52A6 0021.
Đó, dòng này thì có 250 nhưng mà hệ thống của nó, hệ thống là hệ thống 4 máy anh em nhá. Đó, xe của Honda có cái nước là mát 4 máy, có cảng chống đổ vô đầy đủ sẵn cho anh em mình rồi. Đăng ký 2006 đến giờ. OLED 250, nghe tiếng 4 máy cực kỳ là phê luôn. Anh em nào thiện chí, con xe này mình để cho anh em với giá là chỉ còn 95 triệu đồng. Rồi, tiếp theo anh em này. Một chiếc LVX 155 phân khối, nó có hệ thống thắng ABS. Đó, xe của Yamaha anh em nhá. Đầu của nó rất là to như cái đầu đèn siêu nhân luôn này. Đó, hệ thống thắng ABS anh em. Đó, ABS. Đó, con này thì được đăng ký 2018 đến giờ anh em nhé. Hiện tại mang biển số 63B3 64092, giảm cho em con xe này còn 29 triệu đồng thôi anh em nhé, 29 triệu. Rồi, tiếp theo anh em này, một chiếc BCX. Đó, BCX này là đăng ký 2014 anh em nhé. Đó, hiện tại được mang biển số 60 Đồng Nai 60C2 29279. Đó, biển thần tài luôn, màu sơn màu 3D luôn nha anh em nhé, xanh 3D này. Đó, con này thì giảm cho anh em còn 29 triệu đồng thôi. Một chiếc Folix này anh em này. Đó, Folix tiền ít thịt nhiều đây, 125 một khối. Hiện tại được mang biển số 62 Long An anh em nhá. 62D106463. Đó, 2013 đến giờ nha anh em. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 25 triệu đồng thôi, 25 triệu. Một chiếc Folix 300 một khối anh em này. Đó, đăng ký biển 67 An Giang đây. Đó, 67A100563 2018 anh em nhá. Hai đĩa trước một đĩa sau, 300 một khối. Kiểu dáng của nó nhìn rất là ngầu luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì mấy giống như mấy dòng xe rò đấy. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là 35 triệu. Rồi, tiếp theo anh em này. Duke. Đó, Duke ta TM này, nó 2013 đến giờ anh em nhá. Hiện tại đang đi biển số thành phố đây. 59A303455. Đó, 200 một khối, con này thì có ủy quyền sẵn ở cửa hàng mình luôn rồi. Đó, chủ xe ủy quyền đó anh em nhá. Con này thì có hệ thống thắng ABS cả trước lẫn sau luôn. Rồi, trước này thì cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 40 triệu đồng thôi anh em nhá. 40 triệu. Rồi, cái bên này. Một chiếc Sáp. Đó, Sáp bình xăng cơ hồi gọi là SH liên doanh anh em. Đó, 2008 đến giờ, màu cà phê sữa, nó rất là đẹp luôn, lâu cà phê sữa. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 8 triệu đồng rưỡi thôi anh em nhá. 8 triệu đồng rưỡi. Tiếp theo anh em này, một chiếc SH anh em nhá. SH Việt 125 lên dàn áo Ý. Đó, 125 phân khối, hiện tại đăng ký biển số Long An nha anh em. 62L1 84854. Đó, 125 phân khối lên dàn áo Ý luôn rồi. Đó, anh em nhìn kính, nhìn gió, tất cả nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 63 triệu đồng thôi anh em nhé. 63 triệu có một chiếc SH Việt 125 lên dàn áo Ý nguyên con luôn. Một chiếc Vespa. Đó, Vespa là Vespa FI song phun điện tử, Vespa đèn vuông đời cao rồi anh em nhé. Có hệ thống đèn LED luôn này, đèn LED 2 tầng. Đó, FI song phun điện tử. Đó, 2019. Hiện tại đăng ký biển số Bình Dương, 61G171795. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 58 triệu đồng thôi nha anh em. Rồi, cái bên anh em này. Rebel 3 đĩa, 2 đĩa trước 1 đĩa sau. Đó, 2 bô 2 máy luôn. Đó, có cảng chống đổ sẵn cho anh em mình rồi. Đăng ký biển 72 Vũng Tàu anh em nhá. Đó, mấy dòng này thì nó ke tiếng máy cực kỳ là hay luôn nha anh em. Đó, con này thì cửa hàng đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 23 triệu đồng thôi. Đó, 23 triệu đồng. Rồi, cái bên anh em này. Đó, trước này là một chiếc CB. Đó, CB là xe của Honda anh em nhá. Đó, CB Honda 150 phân khối, đăng ký biển 67. Đó, 2021 anh em nhá, xe này còn rất là đẹp luôn. Đó, mới chạy được hình như có hơn 3000 cây số thôi. Đó, trước này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 44 triệu đồng 2021 anh em nhá. Đó, CB Honda. Mình xin nhắc lại anh em này, đó anh em nào mà xem xe nào ấy mà ưng rồi á, mà chưa nhìn thấy xe video làm lổ máy hay như thế nào, anh em cứ chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo mình để bên phần góc trái màn hình đó. Đó, sẽ gửi vào đó sẽ có nhân viên báo giá. Có video hình ảnh làm lỗ cho anh em từng chiếc một đàng hoàng anh em nhá. Một con Honda dọn lên kiểu dáng cà phê anh em này. Đó, 125 phân khối. Đó, có lên đèn cầu, mặt đồng hồ, tay thắng RCB, tay côn RCB luôn. Đó, phuộc, hơi, thắng liềng lá, thắng đĩa này. Đó, bô lobby nữa, đầy đủ hết nha anh em nhá. 2012 đến giờ, hiện tại đăng ký biển số Bình Dương 61. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu thôi anh em nhá. Một chiếc Legion GPX em này. Đó, Legion kiểu dáng cà phê đây. Đó, hai đĩa trước một đĩa sau, liềng lá thắng đĩa. Đó, hai bô một bô một máy. Đó, 200 phân khối anh em nhá. Đó, kiểu dáng nhìn rất là ok luôn này anh em. Con này có mua thêm cho em một cái cảng chống đổ sẵn luôn rồi. Hiện tại mang biển số Bình Dương Bình Dương anh em nhá. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn 47 triệu đồng thôi. Xe đang rất là đẹp. Rồi, kế bên anh em. Đây là một chiếc xe Corde. Đó, dòng này gọi là Corde 150 anh em nhá. Đó, mang dung tích xanh 150 phân khối. Đó, hiện tại mang mình số 60 Đồng Nai nha anh em. Đó, 60 Đồng Nai. Con này anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 19 triệu đồng thôi. Đó, 19 triệu đây anh em này.
Đó, phụ ống chân đao đầy đủ hết, liền la thang đĩa. Rồi một chiếc SH nữa này anh em này, nó mới về cửa hàng mình đây. SH Việt lên dàn áo ý đây anh em. Đó, 2021 mang biển số Bình Dương anh em nhá. Đó, kính chắn gió, gương theo xe vẫn là còn đầy đủ hết luôn. Đó, 125 phân khối SH Việt lên dàn áo ý. Đó, biển Bình Dương. Đó, anh em nào thiện chí con này đăng ký 2021 anh em nhá, mới đây thôi. Đó, con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 63 triệu đồng anh em nhá. SH Việt lên dàn áo ý. Rồi, kế bên anh em này. SH ý nguyên con luôn, 2009 đến giờ anh em nhá. Đó, 2009 Honda SH ý. Đó, 2009. Con này thì được mang biển số thành phố 59. Đó, 59V2 33180. Đó, SH ý 150 phân khối. Con này có bộ ủy quyền sẵn của chủ xe, ủy quyền sẵn cho cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó, anh em nào thiện chí con xe SH ý này thì mình để cho anh em với giá là 74 triệu. Có vô thêm một bộ chìa khóa smart key sẵn cho anh em mình luôn rồi. Đó, rất là đẹp anh em nhá. Đó, hoàng tử bóng đêm luôn. Đó. Đó thì vừa rồi mình cũng đã quay một số dòng xe, nó cũng cổ điển với cả một xe mấy dòng mini cho anh em mình tham khảo. Đó, do thời gian có hạn nên mình không có thể quay từng chiếc xe một bên đây được cho anh em. Đó, hẹn anh em dịp khác anh em nhá. Đó, trước khi kết thúc thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng của anh em. Địa chỉ cửa hàng mình thì là ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em nhá. Đó, mình có xả hai số điện thoại 0977355248, Zalo là 0385524849 nha anh em. Đó, còn một số nữa là anh em này 0929678678. Đó, kênh YouTube cửa hàng mình là Bầm Xe Máy Viết Có Dấu giúp mình nhá. Đó, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.